Hey, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn là ba mẫu giày. Thứ nhất là đôi giày Nike Zoom Vaporfly Next 2%. Các bạn cũng đã biết là cái đôi giày này là đôi giày hiện tại là đôi giày tốt nhất của Nike về dòng giày đua. Thì đợt vừa rồi ấy, thì Olympic ở Tokyo, Nhật Bản ấy thì vận động viên người Kenya Kipchoge đã mang đôi giày này và chinh phục cự ly 42 km, được thứ nhất bảo vệ ngôi vô địch vừa rồi tại Nhật Bản ấy, là 2 giờ 2 giờ 8 phút 36 giây ấy, là Kipchoge đã dùng cái đôi này để đi. Thì hôm nay thì mình sẽ có sự so sánh giữa đôi 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 này, đôi Next phần trăm này, đôi Fly 3 và đôi một dòng nữa là dòng Invisible. Bạn đây đây là đôi Invisible, dòng giày của Nike, hiện tại là một trong những đôi giày hot nhất của dòng giày Nike. Cái dòng giày chạy bộ hàng ngày này là đôi Zoom Fly 3, tất cả ở đây thì đều là size 42 cả. Đây đôi Zoom Fly 3 màu xanh ngọc. Thì hôm nay mình sẽ nói với các bạn là mình sẽ giới thiệu về từng đôi với mọi người. Tất cả ở đây thì đều là dòng giày chạy bộ của Nike. Đây là đôi Zoom Fly 3, để mình giới thiệu cái đôi Zoom Fly 3 này để các bạn cùng biết. Đôi Zoom Fly 3 này thì là đôi dòng giày chạy bộ sản xuất ở Việt Nam, made in Việt Nam ấy, tức là dòng giày này là dòng giày thương hiệu của Mỹ nhưng mà sản xuất ở Việt Nam. Đấy, thì made in Việt Nam. Thì đôi này cũng là một đôi rất là được anh em giới runner ấy sở hữu rất là nhiều. Với cái đặc tính của đôi này là rất là dễ đi. Đôi này thì là vừa kết hợp được chạy tập hàng ngày và chạy đua, nên đôi này thì cũng có thiết kế, cái kiểu dáng của đôi này cũng khá là giống cái dòng giày đua, với thiết kế là mũi ở trước khá là nhọn đấy. Và mũi ở phía sau cũng rất là nhọn như thế này để tiết kiệm cái năng lượng cho vận động viên đấy. Đấy, giống dòng giày con thoi ấy, và nhìn như là một con thoi, như là một phi thuyền ấy. Đấy. Thì đôi này và đôi này thiết kế cũng khá là giống nhau, mũi ở phía trước nhọn và đuôi ở phía sau cũng nhọn. Thì để làm nhanh hơn cho cái đôi giày đấy, nhưng mà mình xin giới thiệu về cái thiết kế của đôi này. Đôi này thì công nghệ thiết kế của đôi này là công nghệ Zoom, cũng là một công nghệ mới của dòng giày này. Và đặc biệt cái đôi này ấy thì là có thêm cái dòng carbon ở trong đế giày. Thường thì dòng đế carbon ấy thì chỉ có ở ở dòng giày Next phần trăm và đôi Alpha Fly, nhưng riêng đôi này thì hãng này có để thêm cái dòng đế carbon này để mọi người có thể vừa chạy bộ hàng ngày vừa có thể thi đấu. Thì đôi này dành cho những vận động viên mà hoặc những vận động viên mà hoặc là những người chạy bộ phong trào mà khi mà không sở hữu được đôi Next phần trăm thì đi đôi này cũng được. Đó. Còn mình giới thiệu về cho các bạn về cái đôi này là đôi Vaporfly Next phần trăm, Vaporfly Next phần trăm các bạn. Đôi này thì là một trong những đôi giày số 1 của thế giới về dòng giày chạy bộ. Đôi này thì với thiết kế là công nghệ Zoom X, công nghệ mới nhất của Nike, với bọt 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 zoom
bọt với là công nghệ bọt của công nghệ này cộng với thiết kế của đôi này ấy, là có lớp carbon thì ở phía giữa này làm tăng cho cái khả năng đàn hồi của đôi giày. Thì thứ nhất là công nghệ bọt của công nghệ bọt ấy, của Nike ấy, là công nghệ mới nhất mà chỉ có trên những đôi giày đua mới có. Thì đôi này sự rất là nhẹ so với đôi này thì nặng hơn khá nhiều. Với đây là công nghệ zoom, còn đấy có công nghệ zoom x. Zoom x thì là mới hơn, nhẹ hơn. Như đôi này chỉ có một chiếc thì khoảng rơi khoảng 180 gram, nhưng mà đôi như đôi Fly 3 này thì nặng hơn khá nhiều. Thì đôi như đôi Fly 3, đôi chiếc này của Fly 3 thì nặng đến 240 gram một một, một chiếc, còn cái này là 180 thôi. Tức là cái đôi này nhẹ hơn đôi này đến 60 gram. Thì các bạn thấy là mọi người khi mà mọi người đi đua ấy, thì thường mọi người chọn cái dòng Nike 2% này để đi đua. Và thiết kế của đôi này cũng rất là thoáng, các bạn thấy đi vải cũng rất là thoáng đúng không ạ? Vải rất là thoáng, khác với thiết kế của Nike 1. Nike 1 thì thiết kế cho chạy trong trời mưa cũng được, nhưng đôi này thì thiết kế để chạy mùa hanh khô đấy, thì nhất là mùa hè đấy, thì thiết kế đôi này thì rất là thoáng khí. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu về các bạn là về cái đôi giày rất là được ưa chuộng, là đôi giày Nike Zoom X Invisible Run FK. Run FK tức là Flyknit ạ. Thì trước tiên là cái đôi này ấy, thì là đôi giày này là dành cho giày để tập chạy bộ hàng ngày. Tức là với thiết kế của đôi này thì các bạn chân nào đi cũng được. Thứ nhất nếu mà chân bạn mà bị bẹp hoặc là bị vẹo thì không được đi những cái đôi như là Zoom Fly 3 hay là Next phần trăm. Nhưng mà với đôi Fly Knit này, Invisible này ấy, thì các bạn có thể đi, bởi vì thiết kế của đôi này là khác biệt so với là hai đôi giày đua. Thì đôi này thì mình sẽ mô phỏng các bạn để các bạn xem đôi này hai đôi khác nhau ở điểm nào. Đôi giày chạy bộ chạy tập hàng ngày và đôi giày 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 đua, các bạn có thể xem cái tiết diện của cái này này, tiết diện của cái này các bạn có thể xem đây, 7 cm. Đó, cái đế của cái này là rộng là 7 cm. Cái thiết kế của cái đế của cái này đây, các bạn có thấy là rõ ràng là 10 cm này. Đó, rõ ràng là to hơn rất là nhiều. Thành thử đòi hỏi là khi mà các bạn chân bị bẹt hoặc bị vẹo ấy, thì nếu các bạn đi những đôi này rất là trông chênh. Đi những cái đôi này thì các bạn cảm thấy rất là trông chênh, bởi vì là tiết diện của những đôi này bé thì rất là trông chênh. Thì những cái đoạn mà chân bị vẹo hay là chân bị lệch ấy, thì không đi được đôi này mà phải đi đôi này. Và cái thứ hai ấy là khi mà các bạn chạy những cái đôi này ấy, các bạn nên đi để mà chạy đua hoặc là chạy cuối tuần long run với cự ly tốc độ cao thì các bạn đi những đôi này. Còn ví dụ như là bình thường tập luyện ấy, để cho cái cơ chân của các bạn mà phát triển đồng đều ấy, mà tất cả các cái mọi cái cơ ở trên cái bàn chân của bạn ấy, phát triển được ấy, thì các bạn nên đi đôi này, bởi vì đôi này là đôi tập luyện chạy bộ hàng ngày tốt nhất của Nike. Công nghệ thì giống nhau. Công nghệ thì đôi Invisible này ấy, là công nghệ Invisible này là công nghệ của Zoomix, cũng là bọt bọt khí. Đây các bạn thấy rất là êm nào. Đấy, mình có thể nhấn xuống được đấy, rất là êm. Nên là cái đôi này ấy, là đôi giày tập luyện chạy bộ hàng ngày, phục cơ
thì các bạn đi đôi này. Còn 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 nếu mà dạy dạy chạy đua ấy, thì các bạn nên lấy đôi này để đi. Đó. Đôi ở Invisible này thì có 3 màu, thứ nhất màu xanh chuối, màu đen và màu đỏ đen như thế này. Công nghệ thì công nghệ đấy là công nghệ Zoom X, còn phần để trên là công nghệ Flykinetics. Trông thế này nhưng mà đi vào rất là thoải mái, khi các bạn đi ấy, các bạn cảm thấy cực kỳ thoải mái với đôi này. Đôi này thì nặng hơn đôi Next phần trăm, nhưng khi các bạn đi bởi vì sự trải trải đều của đôi này trên trên đôi giày ấy, làm cho các bạn cảm thấy nhẹ nhàng và êm ái. Nên là khi dòng giày này ấy, là ra đôi này ấy, thì là đôi này là cũng là đôi là hết nhanh nhất. Hiện tại trên cả website thì đôi Invisible này khi nào là cũng hết sớm nhất, và hiện tại là không còn sai đôi này. Và các bạn thấy là ở đôi này thì cái miếng dán của đôi này có làm miếng rơ như thế này để các bạn có thể xỏ ra thay thế, hay là khi là bị ướt, hay là các bạn tập luyện bị ướt hay là gì đấy thì các bạn có thể lấy ra để các bạn phơi. Đó.